vui mừng chào đón các con quay trở lại với khóa học tiếng Việt lớp 1 của olm.vn Các con thân mến, mở đầu bài học, cô mời các con theo dõi hình ảnh Các con thấy hình ảnh của người mẹ với rau, củ và các loại thức ăn thông thường Con nhìn thấy trên tay mẹ cầm gì? Chúng mình thấy tay mẹ có một giỏ trứng Từ hình ảnh này cô có câu văn Mẹ có giỏ trứng gà Cô đọc lại câu văn Mẹ có giỏ trứng gà Các con quan sát Cô in đậm hai chữ cái Là chữ di và chữ g Chúng ta nhìn kỹ lại một lần nữa cô có thể ghi chữ G. Và chữ G này được kết hợp với chữ Y trong bài học trước. Chúng mình sẽ đọc là chữ G. Đó chính là nội dung bài học trong video lần này. Cô cho chúng ta vào bài mới. Chữ G, chữ G. Mở đầu, các con quan sát cô giới thiệu với các con chữ g và chữ g chúng ta thấy chữ g in thường chữ g in hoa và chữ g viết thường các con ạ à, trong bảng chữ cái tiếng việt chúng mình có thể phân biệt rõ hơn đây là chữ g đơn để phân biệt với chữ g kép chúng ta sẽ được học ở bài học sau tương tự như vậy Cô giới thiệu với các con chữ di in thường, chữ di in hoa và chữ di viết thường. Sau những nhận biết này, các con hãy cùng trả lời những câu hỏi sau của OLM nhé. Thông qua những câu hỏi vừa rồi, các con đã nhận biết được chữ g và chữ di. Phần tiếp theo, hai chữ cái này được đọc thế nào? Cô trò chúng ta cùng chuyển sang học đọc. Các con thấy chữ G Cô mời các con cùng đọc G G Và chữ G Chúng ta cùng đọc G G Ở đây chúng mình đọc là G Chứ không đọc là G Hoặc G Y Các con nhé Nếu lấy hai chữ cái này Làm âm đầu Và kết hợp với các âm đã được học chúng mình sẽ có các tiếng lần lượt đầu tiên cô lấy âm đầu là âm g âm chính là âm a chúng ta được tiếng g a ga ga thêm dấu vào phù hợp chúng mình có tiếng các con cùng đọc với cô ga gà gá gà gã gạ thay âm chính là âm o chúng mình có tiếng g o go và tương tự như vậy các con cùng đọc go gò gõ âm chính được thay bằng âm ô chúng mình lại có tiếng g o go và các tiếng gồ, gỗ. Chúng ta thay âm chính là âm u. Các con cùng đọc đánh vần với cô. G, u, gu. Các tiếng còn lại gu, gù, gụ. Ở đây chúng ta có một lưu ý. Chữ G đơn này không thể kết hợp với chữ e và chữ e đứng sau nó chữ g đơn này chúng ta gọi là âm g khi kết hợp với âm Y cô cho chúng mình sẽ được chữ di và chữ di này coi là âm đầu kết hợp với âm chính là âm a chúng mình được tiếng nào các con cô cho chúng ta cùng đọc đánh vần di a da các tiếng tương ứng da già giá giả dã dạ thay âm a bằng âm O và âm ô chúng mình có các tiếng di o do huyền giò giò gió giò di ô dô ngã dỗ dỗ với các tiếng chúng mình vừa được đọc cô mời các con điền vào chỗ trống để được tiếng sau các tiếng này có thể xuất hiện trong những từ có tiếng chứa âm g âm di các con cùng quan sát đó là các từ cô cho chúng ta cùng đọc đánh vần sau đó đọc trơn các từ này g a ga huyền gà g o go gà go g o do hỏi giò c a ca sắc cá giò cá z a gia ngã dã di o do huyền giò dã giò cờ u cu nặng cụ di a gia huyền già cụ già di a gia sắc giá đờ ô đô ngã đỗ giá đỗ di a ra hỏi giả giờ a ra giả ra các con quan sát kỹ các từ và hình ảnh minh họa của nó cô có trò chơi sau con hãy lật từng thẻ chứa từ và thẻ chứa hình ảnh tương ứng để vượt qua trò chơi này nhé các con đã rất tích cực tham gia trò chơi vừa rồi cô chúc mừng chúng mình đã lựa chọn chính xác tiếp theo cô lại có hình ảnh của ba chú gà đây là hình ảnh minh họa của ba chú gà và cô có câu văn các con dừng lại video ở đoạn này chúng mình dành thời gian đánh vần sau đó cùng đọc lại cả câu văn các con cùng đọc lại câu văn này với cô Bà chê gió Cho ba chú gà Cô mời các con cùng đọc lại một lần nữa Bà chê gió Cho ba chú gà Tương tự như vậy với hình ảnh là một mâm cỗ và các câu văn tương ứng các con lại dừng video lại, chúng mình đọc đánh vần. Sau đó, cô mời các con cùng đọc trơn với cô cả đoạn văn. Bà bế bé, bé chi, bé bi bô kể, gì, giò. Đó là bé kể, gì mi dã giò, cỗ có giò, có gà có cả giá đỗ cô mời các con cùng đọc lại một lần nữa bà bế bế chi bế bi bô kể gì dò đó là bé kể gì mi dã dò cỗ có dò có gà có cả giá đỗ quy vọng rằng chúng mình sẽ đọc thật lưu loát các tiếng các từ và cả câu văn đoạn văn trong đó có chứa âm di âm g các con ạ à, tuy cách viết cách đọc khác nhau nhưng chữ di và chữ giờ chúng ta đã được học khi được ghép với các âm khác lại có thể đọc thành những tiếng giống nhau cô cho chúng ta sẽ cùng phân biệt một chút chúng mình có những tiếng chứa âm giờ hoặc âm di lại phát âm giống nhau như rẻ rẻ dỗ rỗ, gì gì và ra ra các tiếng này đều chứa âm đầu là âm giờ hoặc âm di nhưng chúng ta đọc thành tiếng nghe giống nhau. Chúng ta có thể phân biệt rẻ là âm giờ trong hạt rẻ. Còn rẻ là âm di trong rẻ lau các con nhé. Tương tự như vậy, tiếng rỗ là âm giờ là làm cho người khác nghe theo bằng lời nói dịu dàng khéo léo hoặc chiều chuộng ví dụ như là mẹ dỗ cho em bé ngừng khóc anh trai dỗ cho em bé vui chơi còn tiếng dỗ với âm đầu là âm di được hiểu là ngày lễ được tổ chức hàng năm đúng vào ngày người thân của chúng ta mất để thể hiện sự tưởng nhớ với người đã mất tiếng gì có âm đầu là âm giờ chỉ người thân trong gia đình là em gái hoặc là chị của mẹ chúng ta còn tiếng gì có âm di dùng để hỏi về những điều chúng ta chưa rõ tiếng da có âm đầu là âm giờ chỉ cái lớp bọc bên ngoài cơ thể của con người hoặc là động vật ví dụ chúng ta có da tay da mặt da chân còn tiếng ra chứa âm di chỉ gia đình các con nhé. Chúng ta phân biệt bằng những điều cơ bản như vậy. Cô hy vọng các con sẽ dùng đúng từ và viết được chính xác. Các con nhìn kỹ lại những hình ảnh và tiếng này một lần nữa. Với mỗi hình ảnh xuất hiện trong các câu hỏi sau, con hãy xem hình ảnh đó nhắc đến tiếng nào. Phần tiếp theo, cô trò chúng mình sẽ xem chữ G và chữ di được viết thế nào. Đầu tiên là chữ G. Nối liền chữ Y vào chữ g này chúng ta quan sát cách viết chữ di con nhìn ngay xuống bàn phím của chúng ta. Cô giới thiệu với chúng mình cách gõ chữ G và chữ G. Trên bàn phím, đây là phím chữ G. Và để gõ được chữ G, các con quan sát. Đầu tiên, chúng mình cũng gõ vào phím chữ G. Và chữ G, chúng ta di chuyển chuột lên, bấm vào phím chữ Y. Do vậy, chúng ta được chữ G. Và để được tiếng già, cô lại gõ thêm chữ A. Tiếng già có dấu huyền, chúng mình gõ thêm chữ F để được dấu huyền. Phần cuối cùng, chúng ta sẽ cùng xem âm G và âm Di xuất hiện trong những tiếng nào. Các con nghe cô đọc những tiếng chứa âm G. Gỗ Gạo gối, gạch. Các con hãy cùng trả lời câu hỏi sau của OLM nhé. Các con đã đưa ra những lựa chọn thông minh và rất chuẩn xác. Cô đọc lại những tiếng chứa âm G. Các con cùng lắng nghe. G, gỗ, G, gạo, G, gối g gạch và những tiếng chứa âm di giường giá giấy giày tương tự như vậy chúng mình cũng trả lời câu hỏi sau đây một lần nữa chúng mình lại trả lời đúng rồi cô đọc lại những tiếng chứa âm di các con cùng lắng nghe một lần nữa di giường di giá ở đây là giá đỡ của khung tranh hoặc ảnh di giấy di giày như vậy ở video này cô trò chúng ta đã được tìm hiểu về chữ g và chữ di cô hy vọng rằng với video này các con sẽ được bổ trợ kiến thức để học tập thật tốt cô chân thành cảm ơn các con đã chú ý lắng nghe và hẹn gặp lại chúng mình trong những bài giảng tiếp theo